Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Tennickers. Mình là Minh Dễ Thương. Mặc dù chúng mình đã làm khá khá về Draco hay mẹ của cậu là Narcissa Malfoy, nhưng những yêu cầu về gia tộc siêu giàu Anh Quốc này có vẻ vẫn luôn là chủ đề được các fan chú ý tới. Vậy thì ngày hôm nay, mình đã chuẩn bị sẵn quốc sản, áo khoác tàng hình đây rồi. Hãy cùng đầu hầm đột nhập vào phủ Malfoy nhé. Vì chỗ đấy ếm bùa ẩn như nhà Black ấy, khó vào bằng cửa chính lắm. Bắt đầu đi thôi. Malfoy được xem là một dòng tộc thuần huyết cổ xưa, được thành lập bởi Armand Malfoy tại Anh Quốc. Theo ghi chép từ những tài liệu chưa xác thực, Armand Malfoy di cư đến Vương quốc Anh cùng với William, kẻ trinh phạt trong quân đội xâm lăng người Norman, nhờ sự phục tùng mờ ám có thể liên quan đến ma thuật cho vua William đệ nhất. Armand Malfoy đã được ban tặng một mảnh đất đắc địa nằm tại Wiltshire, vốn là đất của các địa chủ địa phương, và từ đó trở thành nơi mà dòng dõi danh gia vọng tộc của ông đã sống trong mười mấy thế kỷ liên tiếp. Hầu hết người của gia tộc Malfoy đều mang tính cách mưu mô lươn lẹo y chang ông tổ Armand của mình. Bản chất khôn lỏi có tiếng giúp cho nhà Malfoy rất được lòng giới thượng lưu có chức, có quyền. Những câu chuyện nịnh bợ và cầu thân với quan chức cấp cao được xem là điều hiển nhiên của gia tộc, miễn là mang lại lợi ích. Mặc dù luôn xem trọng hôn nhân thuần huyết và một niềm tin mãnh liệt về dòng máu cao quý của giới phù thủy so với dân Muggle, dòng họ Malfoy chẳng bao giờ khước từ cơ hội lấy lòng cộng đồng phi pháp thuật của chúng ta nếu điều ấy có lợi cho họ. Khôn như nhà Malfoy quê mình có mà xích đầy, nhưng quả táo thì không chừa một ai, rất tiếc đây lại là táo ngọt. Nhờ khuôn mặt dày không ai bằng và nịnh hót thì không ngừng nghỉ, nhà Malfoy trở thành một trong những gia đình giàu có nhất nước Anh. Bên cạnh đó còn có những lời đồn đại chưa bao giờ được chứng minh rằng gia tộc này cũng rất thành công trong việc nhúng tay vào việc nắm giữ của cải và ngân khố của Muggle. Tất nhiên, chúng ta cũng không thể phủ nhận tài năng thâu tóm và trí thông minh của dòng họ này. Trải qua nhiều thế kỷ sau đó, nhà Malfoy ngày càng bành trướng vùng đất Wiltshire bằng cách sát nhập đất đai của dân Muggle lân cận, cộng với thái độ khôn khéo trong hoàng gia Anh giúp họ kiếm được số tài sản kếch xù với vô số báu vật và hàng loạt những công trình nghệ thuật quý giá từ cộng đồng Muggle. Tuy làm giàu từ Muggle, nhưng nhà Malfoy cũng biết chọn bạn mà chơi. Họ vạch ra ranh giới rạch ròi giữa Muggle nghèo hèn và Muggle thượng lưu. Trước khi đạo luật bí mật được thi hành vào năm 1692, gia đình Malfoy đã có một chỗ đứng vững chắc trong giới thượng lưu của Muggle, một lý do chính đáng để người ta có cơ sở nghi ngờ về thái độ chống đối của họ với bộ luật này. Nếu đạo luật được ban hành, gia tộc Malfoy buộc phải rút lui khỏi các hoạt động ăn chơi vui vẻ của xã hội Muggle. Nhiều bằng chứng cho thấy Lucius Malfoy đệ nhất, sống ở thế kỷ 16, đã cố gắng theo đuổi nữ hoàng Elizabeth đệ nhất nhưng không thành công. Một số sử gia phù thủy cũng đã xác nhận việc nữ hoàng về sau kiên quyết không lấy chồng là do bà đã bị tay Malfoy đó bỏ bùa để phá bĩnh. Cũng giống với việc mà giới Muggle Việt Nam chúng ta ế thường được cho là duyên âm vậy. Mặc dù con cháu Malfoy nhiều đời sau đã kịch liệt phủ hận, nhưng hầu hết giới phù thủy đều tin rằng đó là sự thật đáng xấu hổ mà họ không muốn bị phanh phui. Với sự khôn lanh ăn sâu trong máu từ đời cụ tổ và ý thức rất cao trong việc đặt lợi ích gia đình lên trên hết, ngay khi đạo luật bí mật được chính thức thông qua, nhà Malfoy lật mặt nhanh hơn cả người yêu cũ của các bộ, ngừng kết thân với Muggle, bất kể là giới thượng lưu hay là hoàng gia, chấp nhận việc nếu tiếp tục có thái độ chống đối thì chỉ khiến khoảng cách giữa họ và trung tâm quyền lực mới của giới phù thủy là bộ pháp thuật sẽ ngày càng xa. Họ quay ngoắt 360 độ, thay đổi thái độ ngay lập tức và ra sức hỗ trợ bộ luật mới hết mình, như thể là những người đã đấu tranh cho nó từ đầu. Tiềm lực kinh tế đáng kể cùng sự gian trá xảo quyệt khiến cho nhà Malfoy thích chơi trò ném đá giấu tay hơn là trực tiếp nắm bắt quyền lực. Họ thích thao túng người khác, biến họ thành con rối trong tay mình để dễ dàng điều khiển. Bố sẽ không bao giờ tìm thấy một Malfoy tại một hiện trường gây án nào đó, kể cả khi dấu vân tay của họ in trên mọi đũa phép phạm tội. Vì thế mà chẳng có một thành viên nào trong gia đình thèm ngồi vào cái ghế bộ trưởng bộ pháp thuật từ khi bộ mới thành lập. Khôn đến như thế này thì quê mình chắc cũng không có để mà xích đâu. Cụ Huấn đã bảo có làm thì mới có ăn, thế nhưng mà nhà Malfoy đã chứng minh rằng cụ Huấn chỉ là một thằng Muggle tâm thường, bởi vì họ chẳng cần làm mà vẫn có ăn. Không những thế, họ còn không phải hứng mũi chịu sào khi mọi chuyện xấu xa bị đổ bể. Họ thường hỗ trợ tài chính cho các chiến dịch tranh cử của những ứng viên mà họ nghĩ là sau này sẽ dễ dàng điều khiển. Không chỉ chi tiền cho những chiến dịch, họ còn không ngần ngại bỏ ra một khoản lớn để chơi xấu như chủ ém phe đối lập. Tuy nhiên, đây chỉ là những cáo buộc của người chưa được kiểm chứng, giống như tất cả những lời đồn đoán xấu xa về dòng họ này trước đó. Thái độ khinh thường đám Muggle không có khả năng cống nạp vật chất cũng như quyền lực cho nhà Malfoy khiến hầu hết giới phù thủy tin rằng họ tuân thủ tuyệt đối dòng máu thuần chủng, và đó có là nguồn cơn cho quyền lực bất khả xâm phạm của họ trong suốt thế kỷ 20. Từ khi đạo luật bí mật được áp dụng, không có bất kỳ một Malfoy nào kết hôn với Muggle hoặc phù thủy gốc Muggle. Tuy nhiên, gia đình Malfoy chấp nhận kết hôn với những phù thủy có dòng máu lai để tránh hôn nhân cận huyết, khiến nòi giống của họ bị suy nhược và yếu ớt. Không giống như một số gia đình cuồng tín huyết thống như nhà con, Black hay Lestrange, đây cũng là lý do gia đình Malfoy không được tôn trọng bằng những gia đình khác trong 28 gia tộc thần thánh của giới phù thủy.
Tuy nhiên thì gia đình Malfoy vẫn có quan hệ họ hàng với nhiều gia đình thuần huyết khác, bao gồm gia tộc Black, Lestrange, Greengrasses và Rosiers, thậm chí là cả gia đình Tongs và Lupin. Các thành viên đáng chú ý của nhà Malfoy ở thế hệ trước bao gồm Nicholas Malfoy sống ở thế kỷ 14, người mà người ta tin rằng đã ra tay với rất nhiều Muggle dưới vỏ bọc của bệnh dịch hạch hay còn gọi là cái chết đen. Mặc dù tội ác của hắn được bác bỏ bởi hội đồng phù thủy, thế nhưng có vẻ mọi người không tin vào phán quyết này cho lắm. Septimus Malfoy, người có ảnh hưởng ngang hàng hoặc có thể hơn bộ trưởng bộ pháp thuật ở cuối thế kỷ 18, Andreas Osbert, bộ trưởng lúc bấy giờ không khác gì con rối của ông. Abraxas Malfoy, người được cho là đã nhúng tay vào âm mưu mờ ám khiến bộ trưởng bộ pháp thuật có xuất thân Muggle đầu tiên là Nobilich phải từ chức sớm vào năm 1968. Tuy nhiên không có bằng chứng gì có thể kết tội ông và vụ việc cũng chìm vào quên lãng như bao tội ác trước đó của nhà Malfoy. Truyền thống của gia đình được truyền mãi cho đến đời sau. Con trai của Abraxas, Lucius Malfoy, một trong số ít pháp sư thuần chủng còn sót lại vào cuối thế kỷ 20, cũng nổi tiếng là một trong những tử thần thực tử đời đầu của phe chúa tể ác ám Voldemort. Ngay khi thoát khỏi Azkaban, ông ta đã chối bỏ mọi hành động của mình, đổ trách nhiệm lên lời nguyền độc đoán, dù không ít người tin rằng ông ta đã tìm cách tranh thủ được sự đồng thuận của quan chức cấp cao. Sau đó, Lucius đã cung cấp nhiều bằng chứng chống lại tử thần thực tử, giúp đảm bảo việc bắt giữ nhiều người theo phe Voldemort đang còn lẩn trốn vào năm 1981. Lấy công chuộc tội, Lucius bắt đầu lấy lại chỗ đứng của gia đình trong bộ pháp thuật và cửa trường Hogwarts. Theo tạp chí Forbes, Lucius Malfoy từng đứng thứ 12 trong danh sách những nhân vật hư cấu giàu có nhất. Lucius kết hôn với Narcissa Black, một phù thủy thuần chủng nhà Black. Họ có với nhau một người con trai là Draco Malfoy, cũng là quý tử duy nhất của nhà Malfoy, người mà sau này trở thành đối thủ không đội trời chung với Harry Potter tại Hogwarts. Hầu hết các thành viên của nhà Malfoy đều mang vẻ ngạo nghễ, khinh thường những người thấp kém và lạm dụng quyền lực. Đã nhiều lần, Lucius dùng quyền lực của mình để nhúng tay vào chuyện học hành của Draco ngay tại Hogwarts, thậm chí là đe dọa hội đồng để đuổi việc hiệu trưởng Albus Dumbledore. Sau này, khi Voldemort trở lại, gia đình Malfoy vẫn ngựa quen đường cũ. Có vẻ sự ăn năn của Lucius trước đó chỉ để che mắt thiên hạ. Họ một lần nữa tùy tùng cho hắn với sự tin tưởng mạnh mẽ vào huyết thống thần trùng. Một gia đình đề cao sự tinh khiết của huyết thống lại chịu cúi đầu trước một tên phù thủy lai, đáng khâm phục. Vì vậy, Draco trở thành tử thần thực tử khá sớm. Voldemort không hài lòng với Lucius vì ông ta không thể đạt được lời tiên tri về Harry Potter vào năm 1996 nên đã ra lệnh cho Draco giết Albus Dumbledore, một nhiệm vụ dường như là bất khả thi, như một cách để trừng phạt Lucius. Sau cái chết của cụ Dumbledore dưới bàn tay của Severus Snape và cuộc chạy trốn của tử thần thực tử khỏi Azkaban vào năm 1997, gia tộc Malfoy đã không còn quá tôn sùng chúa tể hắc ám. Họ vô cùng khó chịu với việc ngôi nhà của họ được sử dụng làm căn cứ hoạt động của đám tử thần thực tử. Narcissa Malfoy, tuy có chồng con là tử thần thực tử, nhưng bà vẫn là một phù thủy bình thường, một người mẹ và người vợ theo phe hạnh phúc gia đình. Đã chọn nói dối Voldemort về giúp Harry Potter, giúp cậu bé sống sót và quay trở lại chiến đấu. Ngay trước trận chiến, Lucius đã dẫn vợ con bỏ trốn để bảo toàn tính mạng cho gia đình. Draco sau đó kết hôn với Astoria Greengrass, mặc cho bố mẹ của cậu ngăn cản. Họ có với nhau một người con trai là Scorpius Malfoy. Cậu bé bắt đầu học tại Hogwarts vào năm 2017, được xếp vào nhà Slytherin như bao thành viên của gia tộc. Malfoy, gia tộc thuần chủng và thượng đẳng, một lòng thành kính của đấng tối cao Salazar Slytherin. Bằng chứng không chỉ nằm ở việc cả gia tộc đều là thành viên của nhà Slytherin tại Hogwarts, mà còn ở chiếc gia huy màu đen, xanh lá và bạc cùng với hình ảnh một số sinh vật ngoan ngoèo xung quanh. Bên dưới khắc dòng chữ Sanctimonia Vincent Semper, có nghĩa là luôn luôn chinh phục sự thuần khiết. Ý nghĩa của cái tên Malfoy phần nào cũng thể hiện danh tiếng của gia đình. Malfoy theo nguồn gốc của tiếng Pháp, Malfoy có nghĩa là đức tin tồi tệ hoặc không trung thủy. Tính cách này đúng với hầu hết thành viên của gia đình, gió chiều nào thì say chiều ấy. Theo chủ nghĩa hiện sinh, đức tin xấu là một khái niệm triết học, trong đó mọi người đổ lỗi cho thất bại của bản thân, cho các yếu tố khách quan bên ngoài, phủ nhận trách nhiệm về hành động của mình. Ngoài ra, điều này rất có thể đề cập đến xu hướng của Malfoy khi họ chuyển đổi lòng trung thành của họ để tránh nguy hiểm hoặc bị trừng phạt, thay vì kiên định với quan điểm của mình để bị trừng phạt thích đáng. Đây là một đức tính xấu, không nên noi theo đâu các bồ nhá. Luật hoa quả thì không chừa một ai, quả táo sẽ đến sớm thôi. Thế nên nếu không muốn bị quả táo, hãy sống chân thật và nhiệt thành. Đó là tài sản và giá trị vững bền nhất mà các bồ có thể trao tặng đến cuộc đời đó. Rồi, đột nhập phủ Malfoy xong, hãy cùng về hàng sóc làm miếng bánh mẹ Molly làm thôi chứ nhỉ. Đừng quên like, share và subscribe cho Tentacles để chờ xem những video tiếp theo nhé. Mình là Minh Dễ Thương, xin chào.